Dung xin kính chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đang xem kênh Catherine Radio Cuộc Sống ở Pháp. Cái bụi cây kiểng này cô chú nhìn giống bụi lá muôn ghê luôn á. Mà Dung thấy ở đây, ở Pháp á, ở cái làng quê vậy nè, là họ trồng xung quanh những cái bùng binh á, nhìn rất là đẹp luôn. Thì trước khi vào video hôm nay thì Dung mời cô chú anh chị tham quan cảnh một chút xíu cho thư giãn, thoải mái. Đây là con đường mà Dung đi làm vào sáng sớm nha cô chú anh chị. Thì trời lúc rạng có rất là nhiều sương mù, có bữa là nó trắng xóa hết, không thấy đường luôn. Nhưng mà nhìn vậy thì rất là đẹp. Thì hôm nay Dung sẽ vào bếp, Dung chuẩn bị món thịt kho cải chua. Thì cái chỉ cải chua này á, thì Dung nghe cô chú anh chị ở dưới chợ Tàu thì nói là cũng ngon lắm, thì Dung mua thử về thôi. Với thường thường á, thì một là Dung làm, hai là Dung nghĩ ăn, chứ trời ơi Dung mua một lần rồi thì nó mặn lè luôn cô chú ơi, cho nên không ăn được. Để thử coi cái hiệu này có ngon không. Thì Dung sẽ ướp hành với tỏi băm nhuyễn. Dung ướp một muỗng canh đường, một muỗng canh nước mắm và một chút tiêu. Trộn đều lên thì để Dung cho nó ngấm chừng 5-10 phút vậy đó, rồi mình sẽ đi kho. Thì cải chua này Dung sẽ rửa, Dung rửa 4-5 nước rồi nha cô chú anh chị, mà nó không có mặn nha. Trời ơi mà nó chua lè luôn á, không phải là chua bình thường nữa. Rồi mà nó cay nữa, nên cái này là của Thái, Dung thấy là để trên cái bịch là của Thái. Thì để Dung kho thử lần này coi nó ra làm sao. Vừa mấy hôm nay Dung học kho nước ở thắng nước màu của cô chú Thắm, làm nước màu đường á, thì Dung cho một muỗng đường, một muỗng canh dầu ăn và một chút xíu nước lạnh. Thì Dung thấy nhiều công thức là cho nước vào sau, thì Dung trời ơi, Dung cho nước vào sau, trời ơi nó văng tùm lum và bị bỏng luôn á. Thì nhưng mà có một cái là Dung thắng nước màu này á, là Dung phải cho thịt vào Dung kho liền, chứ không có để lâu, không có để được 1 phút 30 giây là nó cứng như đá cuội luôn. Dung coi công thức của chị Vành khuyên thì thấy chị kho cho nước dừa đồ nữa là nó mới lỏng, mới để được lâu. Thì sau khi làm nước màu rồi thì Dung cho thịt vào, Dung xào cho săn. Khi mà thịt săn rồi thì Dung sẽ cho nước vào ngập thịt và Dung kho. Thì giờ Dung cho xíu nước ấm vào, Dung để đây Dung kho khoảng 15-20 phút cho thịt nó mềm á. Thì sau 15-20 phút thì bắt đầu Dung thấy thịt nó mềm thì Dung cho dưa cải vào. Nếu mà thịt chưa mềm thì kho thêm chút nữa. Thì kho dưa cải khoảng 10 phút nữa cho dưa cải nó thấm nước thịt đó cô chú anh chị, rồi vậy là xong. Thịt kho dưa cải của Dung đã xong rồi, thì Dung cho vài lá ngò rí lên là Dung trang trí, vậy là xong rồi đó cô chú anh chị ơi. Kế bên đó thì Dung đang nấu một cái nồi canh rong biển cho ông xã Dung. Tu veux la viande avec le riz dessus, comme ça? On va pas couper où les gars? Qu'en est des mouchons? Qu'en est des hamsons? Maintenant j'avais la soupe de les mains. Xin chào, thì Dung xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn. Xin mời cô chú anh chị ăn cơm với gia đình nhà Dung nhé. Thì tôi đi rồi nhanh tôi. Hôm nay nhà Dung ăn thịt kho dưa cải. Hôm nay nhà Dung ăn thịt kho dưa cải với lại
canh rong biển á cô chú anh chị, canh rong biển với lại thịt bò. À, nhưng mà Dung kho dưa cải này mà Dung không biết là ông xã Dung có ăn được hay không. Sao lại không phụ cho bạn? Dung có ăn súp không? Có ăn canh không? Canh con lên đi. Không, không, không. Má múc cho.
nè, điểm tiếng Việt các, nó tiếng Việt các. Sáu, sáu là số sáu. Thế kia bây giờ sẽ lưu ghi mãi là nên ngu. Không nhận. Mày vừa cãi nó giòn rồi chú ơi, mà trời ơi nó chua nha. Cũng khí thiệt chứ. Anh Louis là rất là thích uống cái nước canh đó cô chú anh chị. Mà nước canh không với nước thôi nhưng chứ không có rau, không có cái gì ở trong đó hết trơn á. Công nhận thịt kho dưa cải ngon thiệt cô chú anh chị ơi, ngon ghê á. Sao quá? Sao đó? Cái này gì? Dưa Việt, dưa Việt. Hát tiếng Việt. Ăn cơm. 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 Mẹ ơi. Sao bây giờ phục xuyên tụi Tu le mets dans l'assiette tout rouge. Allez, allez, allez. Tu mets dans l'assiette, non? Tu veux la sauce avec? Non, je veux la sauce tout rouge. Phải vậy, làm cái nghề này không biết có hả? Hết dùng tới ông xã dùng cái đau cứ nhức ghiếc mặt kem. Oui, mais tu complais avec un lait ou un la ou un le de base, oh, comment dire? Des algues, les algues. Voilà, c'est ça, les arbres, c'est ça que je dis. Tu peux mettre ce que tu veux. Oui, oui, mais c'est ça que je dis. Toi, tu dis que c'est le algue, mais moi, je dis c'est les arbres. C'est ça, tu veux. Un petit peu le fromage. Un petit peu. Pourquoi? Ah. Un petit peu, si tu crois, un petit peu, c'est tout. Mình đi làm việc công bạn của chú ngồi nghe ngán lại. Em Dung cũng xin dừng cái video tại đây nha cô chú anh chị. Cảm ơn cô chú đã dành thời gian ăn cơm cùng với gia đình nhà Dung, nó lên mạng nó không ngoan gì chơi, nó ba dạy ba cho ba nó cho đi phạt mới được. Cho comme il faut je te dis. La mets sur la table. Rồi con nói tạm biệt con bạn của chú đi. Đây mình đi tạm biệt. Sao là? Tạm biệt con bạn của chú. Tạm biệt con bạn của chú. Tạm biệt con bạn của chú. Yeah.
Dung xin tạm biệt cô chú anh chị và các bạn, và hẹn gặp lại trong video lần sau. Và chúc cô chú anh chị nhiều sức khỏe. Chúc sức khỏe. Chúc sức khỏe. Ông con là gì chứ?